Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Hoàng Dung lại giới thiệu những dòng sản phẩm hiện tại đang có mặt tại cửa hàng xe máy Hoàng Kiên. Buổi sáng ra cũng mua được Ablex này, những chiếc Dream này, SH này, LX này, Way Thái 110 nhé mọi người nhé, và những chiếc SH Việt và SH nhập của xe Việt với xe nhập nhé anh em nhé. Đây Dung giới thiệu chiếc xe Ablex cho mọi người cùng xem nhé. Chiếc xe này đã mua về, đã dọn ngon lành cành đào rồi. Ablex đời 2021. Ơi nắng mọi người ạ, nắng này rất là hanh khô. Biển đẹp không anh em? Anh em nhìn này, biển 29N186986 nhé mọi người nhé. Đó, biển rất là tươi đúng không? Bốc những chiếc xe này, biển này cũng rất là ngon lành cành đào. Con này đăng ký 2021 chạy hơn 3.000 cây nha anh em nhé, 3.600 cây. Đấy, màu đen sần, bản đen sần, xe rất là đẹp, hơn 3.000 cây thì chưa có gì phải lăn tan đâu ạ. Đây anh em nhìn này, đồ đạt. Bên em đã về đã rửa ráy ngon lành cành đào rồi nha anh em nhé. Con này bên em đang bán ra với giá là 48 triệu. Đấy, anh em là chốt xe này thì inbox trực tiếp cho bên em luôn. Xe rất là mới đây mọi người này. Đó, yên áo nó rất là mới này. Bên em test này, test rất là kỹ càng, chìa khóa cả đôi. Ok nhá, con này xe chính chủ một chủ từ đầu đây, chạy hơn 3.000 cây này, 3.600 cây. Đấy, 3.600 cây. Đấy anh em là chốt xe này inbox trực tiếp cho bên em nhá. Con này bên em đang bán ra với giá là 48 triệu. Đấy anh em là chốt thì cứ inbox trực tiếp, xe đã dọn ngon lành cành đào, biển đẹp này. Đó. Một chiếc SH vừa mới về tại cửa hàng. Đấy, 100 SH vừa mới về tại cửa hàng nhá anh em nhá. Đời 2022, 125 CBS. Xe mới về xong, xe chạy có hơn 4.000 cây anh em ạ, vừa mới về tại cửa hàng xong. Đấy anh em nào muốn mua những chiếc xe SH mà đã lướt lát thì hãy lưu tâm cho em con này nhé. Con này biển số 29V180637. Đấy, hiện tại xe mới về này anh em nhìn này. Đấy. Mọi người cứ hỏi em là tại sao không dọn rửa đi xong là hãng đăng lên bán. Nhưng mà nhiều anh em rất là thích xe mộc mạc nhé mọi người nhé. Rất là anh em rất thích xe mộc. Đấy, em quay rất là chi tiết cho anh em đây, đồ này. Hơn 4.000 cây nha anh em nhé, 4.253 km. Anh em nhìn đồ mới tinh này. Anh em nhìn đồ. Đấy, rất là mới luôn. Đó, một vòng đó chị. Hơn 4.000 cây thì chưa có gì phải lăn tan đúng không anh em nhỉ? 2022 mà, bản 2022. Con này bên em đang bán ra với giá là 83.500.000. Quay chị cái mặt cái công tơ mét này. Hơn 4.000 cây nhá mọi người nhá. Đấy, xe mới về tại cửa hàng anh em nhìn đồ này. Đấy, rất là mới luôn. Đấy, mới luôn. Con này chỉ cần rửa qua thôi, không cần phải làm gì cả. Đấy, con này rất là mới, 83.500.000 nhá anh em nhá. 83.500.000. Đây, chìa khóa này. Bản này nó là bản 22 khóa. Đấy, 2 khóa. Bản 2022 hay không cuối 2011. Cuối 2021 là nó đã có bản 2 khóa đời này rồi. Nên là 2022. Bản khóa chìa mà nó có 3 nút bấm và 2 nút bấm. Ví dụ như 32 nút bấm thì nó đời thấp hơn, 3 nút bấm thì đời thấp hơn, 2 nút bấm thì đời cao hơn đó mọi người nhá. Bản này nó là 2022. Đấy, 83.500.000 chiếc xe SH này anh em là chốt tín book trực tiếp. Đây một chiếc xe Way Thái 110. Anh em trong miền Nam rất là ưa chuộng, tại vì hôm vừa rồi có một anh cọc nhưng mà hình như là không đủ xèng hay sao anh em ạ. Đấy, một chiếc Way Thái biển 29L nhá. Đây, một Way Thái 110 máy zin. Đây đồ đạc đều theo xe này. Đấy, đều. Được cái càng bô beo vẫn là ok nhé mọi người nhá. Đấy, tem cũng là tem zin này. Hộp xích khuyên ra máy. Đấy, bô. Quay chị đầu bò. Đấy, đầu bò con này đẹp luôn. Đấy. Đấy, đồ đàn anh em nhìn nhá. Dung quay rất là kỹ càng cho anh em. Thực ra những trong miền trong rất là thích những cái dòng Way Thái này. Đây là Dung quay rất là dĩ kỹ này. Đó, em quay chị một vòng mặt này. 110 nha anh em nhá. Way Thái 110 máy zin. Máy zin đồ đàn này đều theo xe. Con này bên em đang bán ra với giá là 25 triệu nha anh em nhé. Đấy. Tem vẫn là tem zin này. Đấy, đồ đàn hộp xích này, càng này, hụt thò này. Đấy, xe vẫn đang nổ. Những cái dòng này thì rất là nhiều anh em ưa chuộng. Thực ra là những cái dòng này miền Nam rất là thích. Miền Bắc thì các anh em nâng lên ấy, giật lên cho nó đẹp. Đấy nha mọi người nhá, 25 triệu, máy zin, sơn zin. Đấy anh em là chốt xe này inbox trực tiếp cho bên em nhá. Đây một chiếc xe con này hôm qua Dung đã làm video rồi nhưng hôm nay đã ngon lành cành đào, quay lại cho chị một vòng thôi. LX nha anh em nhá, LX IE.
đời 2011, 2012, con này Dung bán ra giá là 9.500.000. Quay chị một vòng đi, nắng quá. 9.500.000 nha anh em nhé, 9.500.000, đã dọn ngon lành cành đào rồi. Anh em chỉ việc mua về và đi thôi. Đấy, hôm qua là nó còn rất là xấu bẩn bẩn đúng không? Hôm nay chỉ cần thợ nhà mình về, cần tân trang một tí là nó sẽ hoàn thiện một chiếc xe. Tân trang ở đây là bên em là về là rửa này, dọn này, qua đồ này, đàn các thứ. Thế là ok đấy anh em ạ, chứ không cần phải là như kiểu là mua đồ hay thay các thứ vào đâu. Đấy, đấy đồ đàn này, máy ngon lắm. 9.500.000 nha anh em nhé, 9.500.000 rồi. Đấy, ok anh em. Một chiếc Dream Việt. Đây, con này hôm... con này sơn zin máy zin nhá mọi người nhá, sơn zin máy zin, xe rất là đẹp. Hiện tại xe chạy, con này chạy chuẩn hơn 2.000 cây đây anh em ạ. Quay chị cái vòng một vòng em ơi. Con này là hôm vừa rồi Dung có like rồi nhá mọi người nhá, nhưng mà báo luôn anh em là xe đồ rất là đẹp, tươi đồ này, anh em nhìn đồ này. Căng luôn, chuẩn 2.000 cây anh em nhé, chuẩn 2.000 cây. Nhưng mà ra máy con này là hôm vừa rồi là nó hơi rôm một xíu, là Dung vừa rồi hôm là Dung cho đi bắn rồi đấy. Đấy, duy nhất là một đôi da máy. Đấy, còn đồ đàn con này thì không phải chê luôn. Cam kết với anh em luôn, con này đồ, anh em nhìn đầu bò này. Đây, anh em nhìn đầu bò này, cò này, dựng ngược này, đồ này. Anh em nhìn đồ này, xoạc. Này, anh em nhìn đồ này. Đấy, đồ đẹp lắm. Anh em nhìn mặt trên này, mặt trên này, mặt trên này. À, chiếc xe này là bên em đang bán ra với giá là 58 triệu nha anh em nhé. 58 triệu dành cho anh em nào thích mua những chiếc xe Dream đẹp. Con này đăng ký năm 2013. Ok, có chiếc xe này rất là đẹp luôn mọi người ạ. Anh em nào cái dành cho anh em nào phải biết chơi xe cơ. Biết thích xe Dream đẹp cơ. Đấy anh em nhìn này, phải thích Dream đẹp cơ. Đấy, không dành cho số đông anh em thích mua những chiếc xe Dream đẹp mà tính toán giá tiền nhé mọi người nhá. Có tiền nhiều khi không mua được những xe này đâu, em nói thật. Có tiền nhiều khi không mua được đâu. Máy anh em nghe phê luôn. Anh em nghe ở ngoài máy phê luôn. Ok nha, 58 triệu chiếc xe Dream 2013 này nhá. Anh em nào chốt thì inbox trực tiếp cho bên em. Đây, một chiếc xe Dream Thái. Dream Thái anh em nhá, Dream Thái. Em quay chị một vòng Dream Thái. Con này đầu máy 82, biển 29SC đời 2003. Đời 2003 nhá anh em nhá. Máy zin. Dream Thái đời 2003, máy zin. Đồ đạt này anh em nhìn, đồ đạt đời 2003 đến giờ anh em đang giữ xe này. Em ơi cho bé thôi. Anh em nhìn đồ này, rất sợ. Nhìn đồ này, quay chị cái đầu bò đi. Ra máy yêu không anh em nhìn này. Đấy, máy đang nổ nhá mọi người nhá. Càng này, hộp xích này. Rồi. Đấy, anh em nhìn này. Tam nan này, chì bằng theo xe luôn. Con này bên mình đang bán ra với giá là 69 triệu nhá, đời 2003. Đầu máy 82 của Dream Thái. Anh em nào dành cho anh em nào thích Dream Thái dưới 70 triệu. Đấy. Anh em nhìn đồ này. Rất là đẹp nhá mọi người nhá. Thực ra những cái dòng xe này thì không dành cho số đông để cho anh em chơi đâu. Đây quay cho gần cho chị này. Đấy, anh em nhìn đồ Bo Bell này. Bo Bell 43 đồ này. Anh em nhìn đồ nhá, nhìn đồ. Đây, anh em nhìn đồ thụt thò này, ốc ác thụt thò này. Đấy. Gầm lườn này. Đấy. Rất là đẹp luôn mọi người nhá. 69 triệu anh em nhá. 69 triệu với chiếc Dream Thái 2003 gần như chót. Đấy là đầu máy 82 gần như chót rồi. Đấy anh em nào chốt thì cứ inbox trực tiếp cho bên mình nhá. Rất là con này xử lý bi đề chị. Tí nó cho xuống xử lý bi đề. Một chiếc Dream Thái vừa khung dưới 40 triệu dành cho anh em nhá. Anh ơi cho em thì cho đây cho tí cho nó đỡ nắng. Một chiếc Dream Thái nha anh em nhá. Đấy, Dream Thái dưới 40 triệu. Ok. Biển 29R đời 2002 nhé mọi người nhé. Em quay chị một vòng đi, 29R78575. Một vòng cho chị được cái máy rất là ngon nhé mọi người. Này anh em nghe máy này. Đây, đồ đạc rất là đẹp. Khung vừa tiền, sáng nay anh mua được rất nhiều những cái dòng xe Dream nhé anh em nhé. Dream và những cái dòng xe vừa khung tiền SH. Tại vì là thi thoảng là bên mình được ngày mua được rất là nhiều dòng xe. Đấy, được ngày mua được những dòng Dream SH. Đấy anh em nhìn đồ ra máy này. Ra máy đấy. Đầu bò này, ra máy này, anh em nhìn ra máy này, kêu không? Xe vẫn đang nổ nha anh em nhé. Đấy, 37 triệu với chiếc Dream Thái 29R.
Ok, đầu máy 82 nhé mọi người nhá. Đấy, anh em nào chốt xe này đi núc trực tiếp cho bên mình nhá, có 37 triệu thôi anh em ạ. Thực ra những cái dòng xe này thì Dream Thái mà tầm khoảng 3-40 triệu là cũng tương đối ok rồi. Tương đối ok rồi dành cho anh em nào thích những cái dòng Dream Thái. Còn những cái dòng Dream Thái tầm dưới chục triệu hoặc là trên chục triệu một tí vẫn có nhá anh em nhá. Nhưng mà dòng này nó là xe gọi là tương đối ổn rồi. Ok, một chiếc Coupe 50cc dành cho học sinh sinh viên nhé mọi người nhé. Một chiếc Coupe 50cc dành cho học sinh sinh viên biển 36AA. Đấy, vành đúc dành cho các bé trai bé gái đi học không cần bằng nhé mọi người nhé. Ok rồi. Màu đen con này bên Dung đang bán ra với giá là 6 triệu 300 nghìn nhé anh em nhé. Đấy, 6 triệu 300 nghìn con này đang tháo ra để dọn dẹp cho anh em. Đấy, 6 triệu 300 nghìn chưa dọn nhé mọi người nhé. Xe mới về tại cửa hàng xong. Đấy, 50cc dành cho học sinh sinh viên. Anh em nào chốt xe này đi múc trực tiếp cho bên mình nhá. Đấy, ok, một chiếc tiếp theo. Anh em nào thích những cái dòng xe SH đẹp. Hơi cao, nó hơi cao so với em. Vì em hơi bị lùn. Ok nhá, một chiếc SH Việt mà nó là 150 ABS form đẹp nhá mọi người nhá. Cái dòng này là anh em đang thích chuộng những cái dòng form này thì lưu tâm cho em con này. Giờ xe có hơn 8.000 km thôi anh em ạ. Nhưng mà xe đẹp lắm. Bản đen sần nha mọi người nhá. Bản này là bản đắt nhất của SH đời này đấy. SH đời 2019 là bản này là bản đắt nhất nha mọi người nhá. Đấy. Máy không chê. Em nói thật anh em là những cái con xe này em bọn ở bên xe máy Hoàng Kiên bỏ tiền ra để mua những chiếc xe này đã chắt lọc rất là kỹ càng rồi. Nên là khi anh em mua những cái dòng xe này anh em thực sự phải yên tâm về chất lượng bên xe máy Hoàng Kiên. Con này biển số 29P175813 quay chị một vòng bên này. Đây xe vẫn đang nổ cho mọi người nhá, bản đen sần này. Đấy, bản xe đen sần là bản đang hot hit, break đang là hot hit nhất. Đấy, một vòng các chị, máy đang nổ. Anh em đi xe này phê lắm mọi người ạ. Đấy, bản LED 2 tầng nha. Đấy, không lỗi luôn, những cái dòng xe này bên em mua hầu như là không có lỗi cho anh em đâu. Đấy, quay cho chị cái mặt trên em ơi, hơn 8.000 cây này. ABS, tay ABS này. Đấy, anh em nhìn cái nút bấm này. Đấy, tay nắm này, anh em nhìn nút bấm này, hơn 8.000 này. Đấy. Anh em nhìn thực ra là nó cân đối đây. Ví dụ như là xe không tai nạn, không gì thì nó sẽ rất là phẳng. Đây đời 2019 nhé mọi người nhá. Đó, bản đen sần. Đấy, anh em nào thích chốt những cái dòng xe mà nó là form cũ nhá mọi người nhá. Cái này nó là form cũ, còn form mới thì em cũng nói form mới, tí nữa em giới thiệu dòng form mới cho anh em. Đó, đây nó là form cũ, còn bản đen sần 2019, 150 ABS. Con này bên em đang bán ra với giá là 106 triệu. Anh chị em nào muốn chốt những chiếc xe này hãy inbox trực tiếp cho bên em nhá. Ok, 106 triệu nhá mọi người nhá. Đây là một chiếc form cũ là form cũ. Còn form mới thì bên em form cũ là nó từ 2017 đến 2019, 2020. Tùy chính xác nó là 2019 thôi, 2020 nó đã lên form mới rồi. Đấy, nhưng có những con xe là ví dụ như là nó còn tồn kho thì nó sẽ lên 2020 nhá mọi người nhá. Đấy, một chiếc đời 2017 150 ABS nhá mọi người nhá. 150 ABS màu đen. Đấy anh, cái này nó là phanh ABS, em quay chị một vòng. Con này giá rất là hợp tình hợp lý nhé mọi người nhé. Biển 29K165160, bản đen bóng nhé mọi người nhé. Đấy, bản đen bóng, 150 ABS. Những anh em nào thích đi những dòng phanh chống trơn trượt này thì lưu tâm cho em hai cái chiếc xe này. Một bản là bản đen sần và một bản là bản đen bóng. Nhưng con này là 2017, con kia là 2019 thì đương nhiên nó phải tranh nhau giá rồi. Đấy, em sẽ quay cho anh em cân đối về giá nhé mọi người nhé. Quay chỉ một vòng. Bản này nó là bản đen bóng thì nó sẽ rẻ hơn cái bản đen sần một xíu. Đây, anh em cân đối cho mình con này, 150 đời 2017, phanh ABS. Con này bên em đang bán ra với giá là 79 triệu 800. 79 triệu 800 nha anh em nhé, đời 2017, những xe xuất sắc luôn, em quay gần cho chị đi. Quay gần cho chị, xe xuất sắc luôn anh em nhìn này. Đó, rất là xuất sắc nhá, phanh ABS anh em nhìn này. Xe thì bên em đã dọn rửa ngon lành rồi, anh em chỉ có việc mua về và đi thôi. Thực ra những cái dòng này thì bên em hầu như là mua những dòng này bỏ cả gần 100 triệu ra là không có lỗi. Đây quay gần cho chị. Chìa khóa này anh em nhìn, chìa khóa đấy. 79 triệu 800 nhá anh em nhá. Anh em là chốt xe này đời 2017 thôi, nhưng mà xe nó rất là mới. Thực sự ra nhiều khi anh em đừng quan trọng đời, quan trọng cái đời xe ấy, nó chỉ là đời xe thôi. Quan trọng cái người đi nó rất là giữ gìn. Đấy, ví dụ như chiếc xe này đi là rất giữ gìn luôn. Ok, là một chiếc SH nhập 150 đời 2009 đây mọi người, màu cà phê. Một thời hot hit đây mọi người ạ. Đây em quay chị một vòng đi. Một thời hot hit, anh em nào muốn mua những chiếc xe mà không vừa tiền mà thích SH nhập thì lưu tâm cho em con này nhá.
Đấy, 150 đời 2009. Đây, quay cho chị một vòng. Đấy, một vòng cho chị. Biển số con này là 30Z23719, màu cà phê. Thực ra là cái chiếc SH này là một thời ngày xưa là Dung rất là mơ ước để mua được chiếc xe SH nhập này đấy. Mà đi SH nhập này nó rất là đầm và nó chất, nó chắc tay. Tất nhiên là những cái dòng SH Việt thì nó là ở đời mới, nhưng mà anh em nào thích ưa chuộng những cái chiếc SH Việt ơi, SH nhập của đời này đi nó rất là, thực ra là nó có một cái gì đấy nó đầm đầm, nó cái cảm giác nó chìm xe, nó cân đối, nó đầm. Thực ra đấy, với Dung nó là như thế. Đấy, con xe này là đời 2009, 150, xe nhập khẩu bên mình đang bán ra với giá là 78 triệu nha anh em nhé. 78 triệu với chiếc SH này. Đấy, anh em nào chốt xe này đi inbox trực tiếp, dành cho anh em gọi là thích chơi đồ cổ. Đấy, một vòng cho chị cái, một vòng cho chị. Đồ đẹp lắm, đồ đều là đều xe đấy anh em. Đấy, xe vẫn đang nổ đây anh em này. Đấy, ra máy này anh em nhìn ra máy này. Xe vẫn đang nổ nhá mọi người nhá. Đấy. Một vòng. Cà phê nhá anh em nhá, ngày đi chơi Tết. Like quả người yêu ngồi sau lượn lượn. Phê. Ok. Đấy. Rất là nhiều những cái dòng xe bên mình về nhá. Anh em nào muốn mua những chiếc xe thì đẹp, khung tiền vừa tiền thì anh em hãy inbox trực tiếp cho bên mình. Rất là nhiều xe để cho anh em lựa chọn. Anh em có thể mua những cái dòng gì cứ inbox trực tiếp cho bên số hotline mình đang để ở trên bài nhé mọi người nhé. Xin gửi lời chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.